Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Ăn rồi. À. Dâu phi anh em nhá, dâu phi. Anh cho nước dâu à? Ôi. Đấy, con này chiên giòn ngon này. À, cứ vứt ra đây đã, tí nữa ta sẽ đấy. Anh ơi. Ta sẽ nhặt xong. Hả? Thật tiết kiệm run. Câu một lúc thì nó mới bắt đầu có cái cơ. Nó quấn đàn đến nhỉ? Quấn đàn. Ở đây như vậy cũng cháy hết. Này, nói chung là quan trọng là phải biết câu cơ. Quan trọng là phải biết câu cơ anh em ạ. Không biết câu, cái bọn không biết câu thì quá, em lắc con làm gì? Câu chấu rồi. Em lắc con run này. Cái bọn không biết câu thì tính làm gì đấy chứ. Đâu, con run đâu. Cá đồng mình to không anh em? Cá đồng mình siêu to khổng lồ luôn nhá. Câu còn chưa cần nhấc đấy lên đã được cá. Nhìn đây, tất cả nhìn anh Thí ạ. Câu cá này phải có thần chú đấy, không biết là này, nhìn này. Nhìn đây. Hả? Bọc chét mà đích ăn đúng không? Nhìn em đây này. Nhìn em đây này. Đấy, này nha. Chín. Ấy là bống. Bống anh em ơi. Của em có này. Em có này. Cái gì đấy? Mình pha em này. Nó có lôi xuống em cứ gì chậm. Đi ăn mất rồi. Bống nhá. Bống to không? Bống siêu to khổng lồ nhá, hôm nay kiếm bữa ngon luôn. May à bữa ấy. Quan trọng là phải biết câu cơ. Mình có tạch chấu ra này. Đấy. Ui giật giật đấy. Giật như giật cá sấu ấy. Chịu quá không? Anh ơi, tôi bao lên rồi em ạ. Chịu. Giả thộ. Cước mày sao ngắn được chưa? Em cắt ngắn cho dễ. Rồi nhìn thế này. Ấy. Cắt ngắn cho dễ. 2, 3. Chắc là nào được trước nhá. Ok. Được trước làm đại ca nhé. Ok. Lại còn được con to đấy chị ấy giời, tưởng thế nào máu đệ chứ được con nào. Em mình con cá to thôi. Mình làm này, con này là con to nhất suối rồi anh em ạ. À, thấy chưa, to nhất suối rồi nhá. À được, làm đại ca mình vẫn làm đại ca. Chụp quan trọng là phải biết câu cơ, không phải ai câu được cá đâu em ạ. À. Từ. Liên tục. Câu cá đơn giản quá anh em ạ. Câu này sướng nhỉ. Câu này được liên tục. À, câu được nhiều về cả làm giống ao anh đi. Thôi đừng có làm giống dâu phi. Con này anh vứt đâu ấy? Hả? Su
run nữa mà. Trong miền Trung gọi con run là con chùn. Gì đấy? Ôi trời. Nhìn đây. Em có con cá to cơ, không có con cá nhỏ. Này. Ấy trời, tại mày đấy. À. Ghê chưa, ghê chưa? Đẳng cấp chưa? Đặt xuống cái là được luôn. Đẳng cấp của number one đấy, Pedro. Lưỡi nó móc vào tay nhé. Đấy, có một bé, con này bé. Tao đang câu được con to nhất đấy. Khu vực đông này các mọi người không quen. Khu vực này chưa xuống bao giờ nhỉ? Giật mỏi tay. Cũng giật mỏi tay luôn. Một con mồi có thể câu được hàng trăm con. Tại vì con mồi chỉ 5, chỉ 7 ra xong rồi mỗi con đấy được hàng chục con. Chế, đồng. Đặt xuống là được. Đấy chưa, lúc này em chưa thích câu rồi. Này, em chưa thích câu rồi. Em tưởng gì? Tưởng ăn con. Mày. Con này rắn giò này ngon lắm. Rô đồng. À không được gì. Chứ được con rô đồng này. Chứ được con rô đồng này anh em ạ. Sắp được một chậu rồi. Ta trả lên cá trước, kéo. Cá em ăn nữa rồi. Đấy, thấy chưa? Kinh nhờ. À, to, con này to. Dù được cơ à. Con này to rồi, bắt đầu chuyển rồi. Chưa to bằng con của anh. Nhưng mà con này dài. Sao, ra hẳn xa bắt con cá lớn. Con này dài chưa? Ngon chưa? Ngoan đi, đằng nào cũng chết. Ngoan đi, ngoan đi. Nào ngoan, ngoan, ngoan. Đi, đi. Nhiều thật, nhiều thật. Vừa nhắc xong. Xin nhờ. Vừa nhắc xong anh em ơi. Cả dô đồng luôn. Đấy, rời ơi. Dô phi, dô đồng đây này, trắng muốt nhá. Đấy. Mất đi cá đỏ. Hàng đẹp, hàng đẹp. Hàng đẹp, hàng đẹp. May rồi. Hàng này là hàng đẹp. Tí nữa em được con dô, dô đồng nha. Em được con dô. Ấy da, này. Thấy chưa, mấy phút của anh em mình này. Ok chưa? Em mình ra đây cầu gạo được vậy nhỉ? Cầu gạo thì quá. Một đạn nữa, ôi lại rô đồng, ê kia mày ra đi, giật chết. Ui rô đồng một đạn rô, rô phi. Ôi anh lại được rô đồng. Lại được rô đồng tiếp đây anh em nhá. Thế mà em cầm được. Ôi giời ơi. Hàng reo reo, hàng riu riu nhá anh em nhá. Rô là phải rô đồng. Rô đồng. Em cũng rô ta đồng. Ra đồng cấu mà cậu, ấy mày thế lên bờ rồi ra đồng cấu một câu mấy con rô phi liền thua gì ăn may thôi là... ăn may mọi người nhỉ. Nhưng mà vẫn phải móc con run to chứ móc run bé nó cho em một con to với em lấy con to móc run bé cá bé quá. Đấy, em được con mỗi thằng được con. Okay. Em đồng to ấy, đồng to được con cá to đấy. Mày em bưởi. Móc run bé hay dính con cá bé. Chơi run to thì anh em nhé. Đặt xuống là được nhỉ. Vẫn được cá bé. To mà vẫn cá bé nó ăn anh em ạ.
một đàn cá vu luôn được. Một đàn luôn mọi người. Đấy. Ok anh em nhé. Mình vừa phát hiện ra một con thịt quái đang ở trong hang. Ít, nó đi ít. Nó đang quẫy đuôi hả? Bơi mất à? Vẫn chồng vẫn đuôi đấy. Anh biết lỗ đấy. Đây này, nhìn thấy không? Camera nhìn thấy không? Zoom đấy. Nhà anh nó đang chui ra cơ. Móc xem đang có trứng không anh? Ra đang chơi. Đang để này có trứng. Này có trứng á. Anh tóm được đuôi nó khỏe quá. Ui, mấy con hay sao ấy? Bắt được đuôi một con rồi đã. Chưa lôi được nó ra. Nhấc nó ra. Phải lôi được đầu nó ra cơ. Hang nó sâu không ạ? Hả? Hang sâu không? Hang nó nông mà. Ây. Ui, trứng. Có trứng nha em ơi. Có trứng nha. Ấy trời ơi, giống trứng cá hồi không anh nhỉ? Con mẹ nó vẫn ở đấy. Ăn sashimi không? Không. Trứng cá dọn bể nha anh em nhé. Hôm ai nấu với? Hôm trước anh mò được ở dưới kia là to hơn này. Hôm nào kiếm cá hồi cho vào nấu cùng. Này. Thấy bảo cái này mà đấy xả ngon lắm. Bây giờ sẽ bắt mẹ nó nha anh em nhé. Nhưng mà con mẹ nó bây giờ đang rất là cứng đầu. Chân trời xa vắng đứa con tim anh đi về đâu, sóng số muốn mẹ mày. Mày bố mày bới cả hàng mày ra. Cứng đầu à. Cứng đầu mình sẽ bới hẳn hàng nó ra. Ui to phết đấy con này ấy. Ê hê ơi bế. Bé anh em ạ. Bé mà nó để được trứng này nhỉ. Ờ. Bé nhá. À, cá dọn bể nhá. Hôm nào anh em mình sẽ kiếm. Anh em mình sẽ kiếm. Hôm nào thử ăn gỏi cá dọn bể đi. Không. Hả? Sợ nó bẩn. Sợ nó bẩn à? Vẫn nướng được mà. Cá dọn bể ăn rất ngon nha anh em nhá. Mỏ hay nhỉ. Này, cho lên bờ, mò xem còn con nào nữa nhá. Hết rồi. Rồi, câu tiếp. Câu ở đây ấy, thì có càng động nó càng ăn nhé mọi người nhá. Dù phi về bé này, càng động nó càng ăn. Không được gì cả. Mắc mẹ rồi. Cha bảo gì câu rớt mà. Làm nào nhỉ? Anh mà mày. Xuống động với em ấy. Mang thêm cước không? Hả? Mắc rồi. Có cước mà. Cứ tưởng con gì ăn. Thấy rõ ràng mẹ kéo cước căng vãi cả cước này. Mắc luôn. Đấy đây. Đấy con mày lại ăn đấy. Cái rớt. Ui giời. Mày mang kia không? Mang gì? Cước có lưới mà. Cước với lưới. Thế thì giật bỏ thì đấy. À, không, không mang lưới đâu. Anh xuống gỡ đi không có. Đáng cầu sướng. Má. Không có gì rớt đâu. Đang câu sướng thì bị đấy mắc anh em ạ. Dạ em được câu nước con này. Ui dồi. Sâu phết đấy. Cầm cả. Ui dồi. Chết mẹ mày đi. Tay á. Từ từ để gỡ. Bỏ nét quần đi em ơ. Ui mắc ở dưới này. Mạnh. Ôi. 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 Cái gì? Mắc cái gì?
Tóm đánh nó mới nhảy ra đấy. Ôi giời ơi, ba ba cậu ơi. Cậu lên với em, cậu lên. Từ từ cậu sao được, gãy cần không? Không gãy đâu. Không, thôi cứ... Anh cầm vào, ông đứt mất. Thôi, không chơi dại. Ba ba anh em nhá. Quan trọng là phải biết câu cơ. Anh may rồi. Ê giời ơi. Con này nó kiểu muốn chết, muốn tự tử hay là giúp vào rồi. Con này hơi xỉu nhi anh em ạ. Anh may. Không, ngày trước ở suối mình nhổ cái loại cần rưỡi lắm. Con này hơi xỉu nhi. Giời ơi, quan trọng là phải biết câu cơ. Nào, bỏ tay ra cho anh xem. Con trọn nó cắn này. Nó cắn cụt tay đây. Sống á. Làm sao gỡ sống được phải đánh thật to nó mới nhả ra cơ. Nó sợ sống xét đi. Làm sao gỡ được nó ra nhỉ? Làm sao gỡ được nhỉ? Lấy cái que. Cắn nó một phát thì thôi. Ôi, em à, bây giờ em lôi đầu ra. Xong bắt đầu anh tóm đầu. Xong rồi mình gỡ. Chiều hết đấy. Tóm được đầu rồi à. Đúng rồi. Đây, từ từ. Cầm không? Đấy. À, kéo nó. Không. Đặt lên nó ngửa ra thì tóm đâu. Tóm im. Tóm im. Nó lại có bìm. Im. Nó lật. Nó lật bây giờ tóm cái đầu nó. Cho nó để ấy. Tắt. Mày côn thật. Mày. Không, đừng. Từ đừng động đi. Trong vòng mấy giây là nó sẽ lật ngửa lên. Nó đấy chưa? Hồn. Để im. Cứ để im. Úi dồi ôi. Quá là nhiều cá luôn anh em ạ. Rửa mấy con bóng rửa ra. Phí con bóng được nhất một con. Đấy, 15 phút. Chưa đợi 15 phút nha anh em nha. Khả năng là anh em mình sẽ câu thế thôi. Mấy cậu hết run rồi. Mình ngâm xuống, chỗ kia kìa. Kéo có con mẹ nó nữa thì tốt. Con này to này rồi. Đấy là con mẹ. Cậu khôn lắm. Không lấy được cước ra mà. Lưỡi ra mà câu nữa ấy. Nó nuốt đấy lưỡi vào trong rồi. Hay cắt lưỡi. Cắt lưỡi thì lấy gì mà câu nữa. Thôi khả năng câu thế thôi nhỉ. Khả năng sẽ câu thế thôi nha anh em nhá. Về để mày thích kia không? Làm ba om chuối đi. Ok. Thế ba khó. Đi, tao vừa nghĩ ra một món rất là ngon. Ok nha anh em nhá. Mình vừa nghĩ ra được cái món khá là hay. Mình cũng chả biết là có ok không. Đó là ba hầm bí đỏ nhá mọi người nhá. Vừa kiếm được quả bí rồi đấy. Anh đi hầm nhuyễn nó luôn à? Không biết được. Cứ cho vào đây. Ba, nào, không bỏ đâu lên nhé. Con này nó không có trứng anh nhỉ? Để tí thì trứng. Nói chung là để mà bắt được con to ở dưới này khó lắm. Thế nên là bắt được con như thế này là ok. Ui, nhìn những cụ rùa vào hang ạ. Nhìn những cụ rùa vào hang. Rùa mắc kẹt ở trong quả bí. Đấy, ok nha anh em nhá. Gia vị này, mắm này. Không biết là có chín được không nữa. Rồi. Thế cái gì mà thế? Biết cái gì mà thế? Anh chả biết nấu. Nước muối à? Thôi ok. Nhạt thì chữa được, bạn thì có chữa. Nước. Cái cả quả không? Nó chẳng góp gì. Ok. Ok, được nha anh em nha. Tiếp theo sẽ là củ cải. Ba hầm bí đỏ, củ cải. Ba hầm nhân sâm. Mình định hầm thuốc bắc đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái món thuốc bắc không khoái lắm. Không khoái cái món thuốc bắc lắm. Anh ơi, anh gác một cái mình là nhỏ ấy. Cho trong rồi có thể đóng nắp đầu đi. Đấy, đây là đẹp rồi. Anh không đóng nắp cái đầu đấy. Không. Ừ.
nhà em thấy ổn không? Thế ổn ạ. Ê, anh chạy chỗ này này. À, ừ. Không có một tí chuyên nghiệp gì của đầu bếp cả. Quá tầm thường. Đấy. Tin xả. À, từ từ. Đây lấy nước đây. Ok. Ok nhé mọi người nhá. Ấy. Món ba ba hầm bí đỏ. Sẽ có trong danh mục đầu bếp. Có tô bia vào ngoài. Ấy đây 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 đổ đây đổ đây. Đây à. Rồi ok ok. Rồi. Ok ok ok. Thôi. Chảy hết ra rồi. Thế nó chảy xuống dưới thì mày hấp được chứ. Dưới đầy nước rồi. Chẳng nhẽ đút đút. Chẳng nhẽ đấy không. Quá ok luôn. Ok nha, nồi lửa lên em. Nồi lửa bung, bung. À đây. Món ba ba hầm bí đỏ của anh em mình đã xong rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ chỉ có chờ đợi trong khoảng tầm một tiếng nha anh em nhá. Ok anh em nhá. Tiếp nước cho thủy quái. Không biết nó mềm lạnh nhỉ. Lấy mắm đổ vào để cho nó mình sẽ đổ thêm mắm vào đây để cho nó ngấm gia vị nhé mọi người nhé. Cái nó cục à. Dậy mùi thơm nha. Đó. Chắc khoảng độ tầm 15 phút nữa là sẽ chín thôi. Đấy. Giờ đi về mua làm việc đã. Mày đây trông nhá. Ok. Không biết chín chưa. Uầy. Chín rồi mọi người ạ. Úi, mình ngon thế. Mình bị xịn, vẫn bị xịn uống ba ba mọi người ạ. Nhưng mà nhìn ngon quá vẫn bị ăn. Mềm đấy, chắc mềm. Này, kìa, gì đấy? Mù à, không biết cái này con chi à mà con hỏi. Ba ba hầm với bí đỏ với cả củ cải trắng nè. Đang đói quá. Ngon chưa? Ăn rồi. Chưa tan rồi. Cứ đói là được ăn củ. Để, đinh đinh à, không làm mà đòi có ăn à. Chỉ có ăn ấy thôi. Ăn rồi thế nào? Không. Đi chỗ người ta đang nấu ăn thì đi về đi. Ừ, thấy người ta có cái món gì ngon này. Thấy người ta nấu cái gì thì sẵn sán lại. Thế nào? Anh với tí nhỉ? Anh tí. Hả? Anh với nhỉ? Ôi, để tao. Mày có tiền không? Có. Có. Đã biết bao nhiêu nhỉ? Hả? Có 70 thôi. Ơ, đưa 70 cái đó bán không? Nào, con này tí. Cái tí này có 20 thôi. 20 thôi. Hả? Ấy chục. Tí con câu này. Ta mày mẹ ca câu. Hết một buổi mới được một con này đấy. Cái tí nó mà đòi 70. Biết ở ngoài nhà hàng người ta bán món được bao nhiêu? Mấy triệu. Con cua mày có bán không? Không. Ôi, đi. Đi. Tao cậu. Đi đâu ừ. Tao chấp nhận được. Đi được. Này, thôi, đấy đi. Không trả lại tao cái nồi là được. Rồi. Đằng nào cũng chỉ ứng nồi. Còn món này á, ở ngoài à, ngoài cửa hàng, ngoài nhà hàng nhá. Tuyệt chiêu. Ừ. Ừ. Mày mày mà cười nhá. Ui chết. Vậy
tần. Mày thích xuống ai không? Này, đánh đi. Trời ơi, thôi, biến đi. Đưa đây. Con này đau chân. Nào. Đưa đây. Đi lên đây. Đi đi. Đâu chưa? Anh nhanh lên, con tao con lưới nó rồi đấy. Thôi. Anh nhanh lên. Quá. Cái gì? Cái gì là đấy nhỉ? Muối à? À, có muối luôn à. Có đúa không? Ôi, đúa. Trời ơi. Bỏng lắm. Ngon nhỉ. Dĩ ngon. Bữa thế nhỉ. Mày bừa được không? Bừa 50. Chà. Lấy cái que mà khều ra. Trời ơi. Đâu gì trơ mà ốc vào quả nhò. Ghi giữ bên đấy. Ai ô. Cái này bán đồ là còn thâu nữa. Quá. Khều đi. Để cái này khều ra. Khều ra đây. Ồ. Thế sao nào? Đấy còn chưa tính chân lý đâu. Cái quả này có mấy nghìn. Lấy làm gì? Ai ô. Ui. Đây là con dao này. Đấy, thịt này. À, ngon thế. Ui, lần đầu tao ăn bà chả biết như nào. Đây, cho này mình đùi. Quá. Ôi. Đi ăn mà lại không đem tao cái đũa đi. Ăn cái gì? Để đi ăn ché được còn bắt đũa. Này, tí nữa mà lại cà ra ấy. Mày ăn nhanh lên, tí mà cà ơi. Không có cà đâu. Ê, chục. Ngon nhỉ. Thấy không? Ai? Bở, ngon. Thì nó cứ bở. Ai ăn không cho anh đuôi? Không, đã phải dị ứng rồi. Không dị ứng á? Mỡ đến mà hút. Ai chục. Không dị ứng thì cho mình ớt này. Kiếm. Ê. Bí. Nó dính nước bí. Ba ba. À. Thì cho mang về làm kỷ niệm. Kiếm. Ui. Cái này là trứng hay cái gì đấy? Trứng của nó là cái gì? Mơ. Quá. Ngon. Ngon mà. Đấy hiểu sao mình ăn bao nhiêu cái loại chẳng gì. Để suy thất bại vì con lý cơ bà ăn. Ôi, bằng ăn cổ ra. Mày không bị dị ứng à? Ồ. Tao ăn suốt đây rồi. Ăn nhanh lên để tí ta lấy mâm nhé. Ngồi xem mà tao ăn này. Ha ha ha!
ơi, chú ơi. Nó đang bảo mình trông con 18 này đớp hết đây này à? Hả? Đớp cái gì? Đây. Chắc là lạnh lạnh ăn nhờ cho người em xuống cái gì? Bố mày đập cho mày một phát đi nha, bố mày vừa đi mua bia về xong. Ba ba đâu? Này, mày đớp một mình, tao biết ngay mà. Em được ăn được. Em được ăn được, em lên cho em nằm ngủ được một giấc rồi. Thằng anh gọi em xuống, có em xuống rồi kệ. Chắc là người ta đi thích qua hay là vẫn chỉ trâu đi qua. Đi câu rồi ăn trộm thì sao? Này, 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 không phải đổ điêu nhá. Này, anh đừng có đổ điêu nữa. Cương loại. Mà ăn cái gì? Muối ăn... chấm sao cái. Mà ăn làm gì cái ba ba này mà... em dị ứng. Dị dị anh không biết em bị dị ứng à? Em chẳng thèm ăn này. Dị ứng mà mày nói biết là con. Thế anh không nhớ lần trước anh em ăn gì ba ba cho anh thấy đợi bị dị ứng này. Lần sau anh ăn ba ba em cũng ăn đâu. Em xem ăn vụng làm cái gì. Thôi mẹ cái loại thì mẹ mới trong mèo. Mẹ cho uống bia chay à? Uống bia với bí à? Đớp 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 sạch, không còn tí nào. Đây, đớp nốt đi. Ngay mà thâu. Đừng có đòi. Này này, mình đớp xong hết rồi mày còn đổ tội cho người khác. Em nghe, em bị dị ứng em chẳng ăn. Mày có thích dị ứng không?